Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 184. Xính lễ. Thẩm gia mấy ngày nay đều chìm trong một bầu không khí kỳ lạ. Do tứ hôn của Thẩm Diệu, mỗi người đều cảm thấy mây mù che phủ. Mặc dù cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng sự ảm đạm vẫn không thể che giấu được. Thẩm Tín và La Tuyết nhạn mỗi ngày đi sớm về trễ có lẽ đang tìm cách giải quyết chuyện hôn sự này, nhưng đều trở về tay trắng. Dù sao, Văn Huệ Đế đã công khai tứ hôn trước mặt cả triều đình, chắc chắn là để dập tắt mọi ý định phản đối của thẩm tín. Quân vô hí ngôn, lời đã nói ra như nước đã đổ đi, giống như trước đây khi một công chúa coi trọng trạng nguyên lang, dù trạng nguyên lang đã có thê thất, vẫn phải ly hôn để lấy công chúa. Thẩm khâu thấy thẩm diệu, mỗi khi đều tỏ vẻ ái náy, mấy ngày nay còn nhiều lần đưa cho Thẩm Diệu những báu vật hiếm thấy, chỉ nói, ca ca không có bản lĩnh gì, chỉ có thể vì ngươi tìm những thứ này. Thẩm Diệu không nói gì về bầu không khí của Thẩm gia, nàng tự hiểu sự việc không tệ đến vậy, nhưng không thể nói điều này với người Thẩm gia. Nếu Thẩm Tín biết tạ cảnh hành thật sự muốn gì, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Ở Minh Tề, nàng muốn bảo vệ Thẩm gia, nhiều chuyện không tiện ra tay nhưng nếu đến đại lương dựa vào danh nghĩa của tạ cảnh hành có thể nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn nàng tỏ ra bình thản nhưng người khác lại cho rằng nàng đang giả vờ hôm nay khi đang ngồi đọc sách trong phòng bạch lộ vội vàng chạy vào nói cô nương phu nhân muốn ngươi mau mau đến chính sảnh duệ vương phủ đưa xính lễ tờ khai đến rồi thẩm diệu ngạc nhiên xính lễ tờ khai tạ cảnh hành thật gan to bằng trời biết rõ người thẩm gia hiện giờ không ưa hắn, thậm chí còn oán hận, lại dám đưa xính lễ tờ khai đến, chẳng phải đổ dầu vào lửa sao. Nhưng nghĩ đến tính cách trắng trợn của tạ cảnh hành, cũng đúng là chuyện hắn có thể làm. Khi đến chính sảnh, nàng nhìn thấy từ xa la tuyết nhạn đang cầm một đồ vật dài xem xét. Bên cạnh là thẩm khâu và thẩm tín cũng đang đứng xem, la đàm che miệng lại, la lăng ánh mắt phức tạp, tóm lại mọi người đều có biểu cảm kỳ lạ. Thẩm Diệu bước vào trong phòng, nhận ra ngoài người Thẩm gia còn có một người khác. Đó là một trung niên nam tử đầy râu ria, Thẩm Diệu từng thấy trước đây, có lẽ là thị vệ theo Tạ Cảnh Hành, Tòng Dương từng gọi hắn là Thiết Y. Người này nhìn rất dũng mãnh, hôm nay mặc một bộ áo đơn tử đỏ thẫm, áo thêu bằng chỉ vàng hồng, rõ ràng để tạo hỉ khí, nhưng với nước da ngăm đen của Thiết Y lại trông rất buồn cười. Nhìn thấy nàng, Thiết Y cúi chào, lễ phép nói, vương phi. Thẩm khâu không nhịn được khụ lên, trừng mắt nhìn thiết y, đừng gọi loạn. Thiết y không để ý đến hắn. Thẩm diệu cảm thấy buồn cười, tạ cảnh hành đúng là muốn làm trò cười sao? Nếu đưa xính lễ tờ khai, ít nhất cũng nên tìm một phụ nhân vui mừng đến đọc, sao lại để một hán tử ngũ đại tam thô như thiết y đến, đúng là cố ý khôi hài. La đàm gọi nàng, tiểu biểu muội Ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Mau đến xem xính lễ tờ khai. Nàng nháy mắt với thẩm diệu, có vẻ rất kích động. Thẩm diệu liền bước tới. Xính lễ tờ khai làm rất công phu, được cuộn bằng gỗ hương mộc phủ kim phấn, phong bì còn nạm đá miêu nhãn thạch xanh biếc, vô cùng hào hoa phú quý. Chỉ riêng xính lễ tờ khai đã có giá trị không nhỏ. Dù thẩm tín phu phụ không ái mộ hư vinh, nhưng với sự coi trọng này của dự vương, sắc mặt họ cũng dễ chịu hơn. La Tuyết Nhạn đưa xính lễ tờ khai cho Thiết Y nói đọc đi. Theo tập tục Minh Tề, xính lễ tờ khai phải do người nhà trai đọc. càng lâu càng phong phú, nhà gái càng thể diện. Thiết Y không quen việc này, mở tờ thứ nhất khô khan đọc. Hoàng Hoa Lê tích góp hoa hải đường 6 cất bước giường một tấm, chùa cảnh ba bình phong la hán giường một tấm. Hoàng Hoa Lê ngăn trên quý hoàng hoa gỗ lê quý, cây lim giá sách, cây lim đa bảo cách một đôi, đậu đũa đỏ bình một đôi, khảm khảm chai hoàng hoa lê giường bàn một tấm, điểm khảm chai hoàng hoa lê tiền tài quỹ một đôi. Tờ thứ nhất là gia cụ, chỉ nghe đã khiến mọi người trợn mắt há mồm. Nhiều đồ như vậy, đặt trong thầm trạch cũng không đủ chỗ. Đây có thể lấp đầy ba tòa nhà. Tờ thứ hai là trang trí, thiết y đọc tiếp, trầm hương mộc nạm ngọc như ý một thanh, tụ ngọc như ý một thanh, giấy bạc ngọn đèn một chiếc, mạ vàng nhỏ tòa chung một tòa, ngân đồng hồ quả quýt một, xanh ngọc thúy trúc buồn cảnh một chậu, ngân mạ vàng sáu mới buồn liêu thạch hoa mai buồn cảnh một chậu, xưa nay ba thải 18 tử tích góp bàn một, phấn thải lá trà bình một, trần nữ trinh rượu thở dài, trúc mai song hủy quải kính, vinh hoa phố quý bức chướng. Mỗi món đồ đều có giá trị lớn có thể đổi được mấy năm chi tiêu của gia đình bình thường. La Đàm khịt mũi, kéo tay áo thầm rượu, nói: Duệ Vương nhà họ làm gì a? À? Làm diêm thương sao? La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín cũng nhíu mày, xính lễ của Duệ Vương phong phú quá mức. Thiết Y tiếp tục đọc trang thứ ba là vật dụng hàng ngày: Hoàng Dương cây lược gỗ sáu hộp, tương, thục trúc lược bí hai hộp, gỗ tử đàn trang điểm hộp một, xúc miệng vu, đàn xả phòng, màn gấm vóc rèm cửa, pha lê châu rèm cửa, xanh đi lấy nước, năm màu tua rua, uyên ương trầm, tám phô tám nắp. Thẩm ra mọi người. Thiết y tiếp tục đọc trang xiêm y, đại mao bì kỳ trang, da trồn trắng, hôi thử bì, da dê, chân châu mao cắt một cái, các loại bông kỳ trang thập nhị bổ. Sa giáp, trù giáp, đoạn giáp, bộ áo kép trang, 32 bộ. Áo mỏng, lụa tơ sống, hồ trù lụa tơ tằm, lụa mỏng vải bông áo dài, thập nhị bộ. Năm phúc phùng thọ, phượng xuyên mẫu đan, bách điệp xuyên hoa, vạn chữ trường xuân sưởng y thập nhị bộ. Đủ loại thượng hạng tơ lụa 30 bì, đờ hương vân 6 thớt, thêu gấm đoạn 20 thớt, vân cẩm 10 thớt, gấm tứ xuyên 10 thớt, đủ loại quyên sa thập nhị thớt. Thêu hoa gấm vóc chăn 36 điều, dày thêu 20 xong, giang trù lăng miệt 40 xong la tuyết nhạn không nhịn được hỏi vị tiểu huynh đệ hẳn là ngươi đem xính lễ tờ khai của duệ vương nhầm rồi chuyện này không đúng lắm đây không phải là cưới vợ mà giống như đón công chúa không đúng ngay cả công chúa cũng chưa chắc có sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy thiết y mặt không chút thay đổi nói sẽ không đây chính là xính lễ tờ khai của duệ vương phủ phu nhân xin vui lòng nghe tiếp hắn đọc tiếp trang thứ 5 về kim ngân trang sức, san hô hương châu, giấy thép vàng hương châu, mật trá hương châu, trầm hương hương châu các loại, thanh ngọc các loại bội kiện 4 cái, bạch ngọc các loại bội kiện 4 cái, thủy tinh các loại linh kiện hai cái, chân châu tay xuyến, phỉ thúy tay xuyến, san hô tay xuyến. Trang thứ sáu là đồ cổ và tranh chữ, trước kim thải bình xứ 4 đôi, lang hồng ngọc ấm xuân một đôi, thành hóa đấu thải bình một đôi, tuyên đức lam giữ lưu bạch mai bình một chiếc trang thứ bảy là thư tịch bốn hòm văn phòng tứ bảo một hòm trang thứ tám là nha hoàn và người hầu còn có thị vệ chuyên môn trang thứ chín là ngựa và xe cộ trang thứ mười thẩm ra mọi người thiết y càng đọc càng trôi chảy đọc với khí thế mạnh mẽ so với diễn viên trên sân khấu tiểu xuân thành còn điêu luyện hơn mỗi lần đọc một câu như thể tảng lớn bạc trắng đang hiện ra trước mắt mọi người. Đọc xong câu cuối cùng, hắn thở ra một hơi dài, đóng xính lễ tờ khai lại. Sau đó hắn quay sang nhìn thầm diệu. Điền sản cửa hàng không có trong danh mục quà tặng vì đều nằm ở Đại Lương. Thiết y cười rất thành khẩn, điện hạ đã chuyển tất cả thành kim ngân, tức là vàng một vạn cân. Hoàng kim một vạn cân. Là đàm suýt nữa ngã ngửa. Thiết y tiếp tục điện hạ đã mua lại tất cả các trạch nhà từ duệ vương phủ đến thẩm trạch tối nay sẽ có người đem khế đất đến hắn cung kính đưa xính lễ tờ khai cho la tuyết nhạn nói mời phu nhân nhận lấy la tuyết nhạn không dám nhận cả phòng ngây người la tuyết nhạn cũng không dám nhận đó là vàng một vạn cân và một xính lễ tờ khai dài như vậy thẩm ra sắp trở thành gia đình giàu nhất minh tề sao Duệ Vương thực sự không phải đem cả quốc khố đại lương đến đây sao? Duệ Vương đầu óc không có bệnh đi. Thẩm tín nhíu mày, thẩm khâu là người đầu tiên phản ứng, hắn trần trừ hỏi, Duệ Vương viết phần này xính lễ tờ khai, Hoàng thượng có biết không? Thiết y ngẩn người, sau đó nở nụ cười rạng rỡ bệ hạ không coi trọng vật chất, huống hồ đây cũng không phải số lượng lớn. Nhìn thấy mọi người trong thẩm gia chấn động, thiết y tiếp tục nói, tại đại lương hoàng thất, kim ngân chân châu chỉ như cát đá tầm thường, ở đâu cũng có. Mọi người tỏ lòng tôn kính, xem ra đại lương thực sự là quốc gia giàu mạnh, giàu đến mức vàng bạc nhiều như cát. Với sính lễ phong phú như vậy, mà họ chỉ coi như cát đá tầm thường, đủ biết giàu có đến mức nào. Thiết y lại nói, điện hạ cưới thẩm cô nương, tất cả đều theo lễ nghi của hoàng thất đại lương. La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không thiếu Kim Ngân, nhưng họ vẫn coi trọng lễ nghi đối với Thẩm Diệu. Cả hai cảm thấy an ủi, ít nhất Thẩm Diệu cũng nhận được xính lễ phong phú, coi như bồi thường. La Tuyết Nhạn hỏi, sao không thấy thiếp canh? Thiết Y nói, Điện Hạ đã nhờ tăng nhân tính toán bát tự, cho rằng ông trời tác hợp. Phu nhân hôm nay giao thiếp canh, Điện Hạ sẽ gửi thiếp canh cùng khế đất đến nhân ra thái độ rất thành khẩn, không có chỗ nào sai sót. La Đàm không nhịn được hỏi, hôn kỳ là khi nào? Trong thánh chỉ chưa nói thời gian cụ thể. Thiết y cười, mời hôn thư đã làm xong, điện hạ quan liên quan sẽ hồi đại lương, ngày đó sẽ cưới thẩm cô nương, một đường hồng trang, đến đại lương đô thành. Từ Minh Tề xuất giá, một đường khua chiêng gõ trống đến Đại Lương, hoàn thành lễ nghi tại Minh Tề, hồi đại lương cũng chính thức tuyên bố với con dân. Hầu như là nâng thẩm diệu lên vị trí cao, cùng người thiên hạ tuyên bố thân phận duệ vương phi của nàng. Thẩm tín và la tuyết nhạn nhìn nhau, thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Duệ vương quan tâm thẩm diệu đến vậy, thực sự là vì tâm tư đặc biệt sao? Thẩm diệu và duệ vương không gặp nhau nhiều lần mà. La lăng ánh mắt ảm đạm, hầu như không thấy ánh sáng, cúi đầu nhìn mặt đất như thể muốn tìm ra một đóa hoa. Trong phòng, mỗi người đều có biểu hiện khác nhau. Thẩm Diệu lại phản ứng bình thản, nàng gật đầu nói với Thiết Y, đa tả. Thiết Y vội vàng cúi đầu không dám nhận lời cảm ơn, còn nói rõ rằng vài ngày nữa sẽ tiếp tục đưa đồ đến, sau đó mới rời đi. Chờ Thiết Y đi rồi, mọi người trong phòng nhìn nhau, Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đã nhận ra điều gì đó khác thường nếu nói rằng mục đích của Duệ Vương là khiêu khích thẩm gia và minh tề hoàng thất, hoặc làm thẩm gia không thể được minh tề hoàng thất sử dụng, thì khi thánh chỉ được ban ra, mục đích đó đã đạt được. Nếu đã đạt được mục đích, những chuyện khác không còn quan trọng. Vì sao còn bày ra lớn như vậy, đưa nhiều bạc đến thế? Trừ phi đại lương quốc khố chật cứng, bạc không trồng nổi, mới cần phải mang đến minh tề, trao phú quý ngất trời này cho thẩm gia làm của hồi môn điều này chẳng phải là thừa thãi sao? Thẩm khâu là người đầu tiên nhận ra điểm này, nhưng anh vẫn giận dữ nói, Duệ vương này là trốn trúc tết gà, không có ý tốt. Đưa nhiều như vậy đồ vật, cho rằng thẩm gia chúng ta tham lam phú quý sao? Chúng ta là gà cô nương, không phải bán cô nương, nhiều bạc như thế, không biết người khác sẽ nghĩ thẩm gia thế nào? Thẩm tín và la tuyết nhạn trầm ngâm. Quả thực, Xính lễ này khiến hoàng gia cũng phải đỏ mắt, càng khiến người ta tán thưởng chính là xính lễ này từ duệ vương của đại lương đưa đến. Đối với những kẻ có ý đồ xấu, chỉ dám tha thiết mong chờ nhìn, không dám manh động. Định kinh thành ban đêm không biết lại có bao nhiêu người ngủ không yên. Đặc biệt là những kẻ đối đầu với thẩm tín, chắc chắn muốn ẩu thổ huyết. La đàm cười tươi nói, bất kể thế nào, muội phu ra tay rộng rãi vẫn hơn là keo kiệt nam nhân mà chịu chi tiền cho cô nương mới là người đàn ông tốt chưa xuất giá đã đưa nhiều đồ như vậy sau này tiểu biểu muội gà đi chắc chắn không bị bạc đãi la đàm nói chuyện thẳng thắn không biết che đậy chỉ là câu muội phu nghe làm người khác khó chịu thẩm tín bưng đầu những thứ này biết để đâu đúng vậy la tuyết nhạn lo lắng nhà chúng ta không chứa nổi nhiều đồ như vậy phòng kho không đủ chứa đồ cổ còn gia cụ và vải vóc nữa có khi phải xây thêm kho để chứa hết thẩm diệu nghe vậy chỉ muốn cười nói hắn mua hết những tòa nhà xung quanh sau này đều là của thẩm gia mua vài tên hộ vệ đưa ít thứ qua đó cũng được không thì vào ở duệ vương phủ cũng thành thẩm tín lắc đầu diễn khánh hạng không phải chỗ chúng ta ở được đó là nơi hoàng thân quốc thích ở nếu thẩm gia dọn vào người ngoài sẽ nghĩ sao nhớ lại lời thiết y trong mắt ông lóe lên một tia đau xót qua niên quan hắn đi kiều kiều con qua niên quan thẩm diệu sẽ phải đi đại lương không khí trong nhà trở nên trầm mặc chia ly đặc biệt là giữa người thân không phải là chuyện vui vẻ thẩm diệu thấy vậy sợ mọi người lại buồn vội chuyển đề tài duệ vương đưa nhiều xính lễ của hồi môn nên tính sao la đàm vừa uống trà nghe vậy phun ra ngụm nước làm ướt cả người la lăng nhưng lúc này nàng không quan tâm la lăng có bị bẩn hay không mà nói của hồi môn trời ạ à, thẩm ra mọi người như bị xét đánh theo lý mà nói xính lễ đưa bao nhiêu của hồi môn phải tương đương không cần nhiều hơn xính lễ nhưng không thể thiếu quá nhiều nếu không cô nương sẽ bị xem nhẹ ở nhà chồng nếu của hồi môn phong phú gả đi sẽ được coi trọng Do đó, cô nương được sủng ái của hồi môn và xính lễ càng tiếp cận. Thẩm tín đau lòng con gái, nhưng của hồi môn này. Duệ vương đưa nhiều xính lễ, phải hồi lại của hồi môn tương đương, dù chuyển hết quốc khố minh tề cũng không đủ. Duệ vương đã đặt thẩm gia vào thế khó. Ban đêm, thẩm diệu ngồi dưới đèn, nghĩ lại cảnh thiết y đọc xính lễ tờ khai ban ngày, không khỏi bật cười. Tạ cảnh hành đúng là quá sàng bậy, dám viết nhiều xính lễ như vậy. Thẩm diệu đỡ chán, nếu người khác biết về xính lễ này, thẩm gia sẽ bị minh tề hâm mộ và đố kỵ. Nhưng xính lễ tờ khai này cuối cùng cũng sẽ bị lộ, chỉ là sớm hay muộn. Tạ cảnh hành viết tờ khai dài như vậy, không biết Vĩnh Lạc Đế có biết không? Nghĩ tới đây, thẩm diệu lại thấy lòng chua xót. Kiếp trước gà cho phó Tu Nghi. Phó Tu Nghi không đưa sính lễ phong phú, không bằng quan gia bình thường, chỉ có thể coi là trung bình. Lúc đó, Phó Tu Nghi nói định vương phủ thanh bần, hắn lại tính cách đơn giản, nên không muốn phô trương, thẩm diệu tin lời. Thẩm tín và la tuyết nhạn sợ nàng chịu thiệt, đã đưa hơn nửa tài sản làm của hồi môn. Những của hồi môn đó cuối cùng trợ cấp cho Phó Tu Nghi. Phó Tu Nghi muốn lung lạc người, cần bạc. Nàng tính toán tỉ mỉ, đem đồ cổ tranh chữ của Thẩm gia đổi lấy bạc. Nghĩ lại, gả cho Phó Tu Nghi nhiều năm, nàng mang cả Thẩm gia trả giá, nhưng Phó Tu Nghi không đáp lại gì. Tuy cảm tình không cần đền đáp, nhưng thời gian dài cũng làm người ta thất vọng. Đặc biệt là sau khi lên ngôi, Phó Tu Nghi đối xử với Mi phu nhân và Phó Thịnh tự nhiên, như một cái tát vào mặt nàng. Bây giờ gả cho Tạ Cảnh Hành, trong lòng nàng có cảm xúc phức tạp, không như kiếp trước nhiệt tình, nhưng tạ cảnh hành lại dành cho nàng nhiều hơn tưởng tượng. Điều đó khiến nàng chờ mong hơn về hôn sự này. Cửa sổ vang lên tiếng gõ nhẹ, thẩm diệu ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tổng Dương đang bồn chồn đứng bên ngoài, liền mở cửa sổ. Tổng Dương thấy nàng, cúi đầu thi lễ, nói, thiếu phu nhân, chủ tử bảo thuộc hạ mời ngài qua bên đó. Thẩm Diệu ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu, được. Vừa hay nàng cũng có chuyện muốn nói với tạ cảnh hành. Lần này đến Duệ Vương Phủ, Thẩm Diệu đã quen thuộc hơn nhiều so với lần đầu. Tòng Dương dẫn nàng qua tường bằng cách dùng đống cỏ khô làm đệm. Thẩm Diệu thầm nghĩ lần sau nên dỡ bỏ bức tường này để bớt phiền phức. Khi Thẩm Diệu đến Duệ Vương Phủ, tất cả hạ nhân nhìn thấy nàng liền dừng lại công việc, cung kính cúi đầu chào, thiếu phu nhân. Thẩm Diệu, Tòng Dương vui vẻ nói, "Thiếu phu nhân, đại gia đều rất thích ngài." Thẩm Diệu cảm thấy lúng túng, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Khi Thẩm Diệu đến hậu viện, nàng nhìn thấy một con hổ trắng tuyết chạy tới cắn lấy góc áo của nàng. Một giọng nói lười biếng vang lên trong màn đêm, "Kiều Kiều, lại đây." Thẩm Diệu ngước mắt nhìn thấy Tạ Cảnh Hành dựa vào gốc cây, hai tay ôm ngực, nụ cười nửa miệng, dưới chân là con hổ trắng thẩm diệu tiến tới gần con hổ trắng vui mừng theo sau thật lạ lùng khi con hổ này lại thân thiết với nàng như vậy dù chỉ mới gặp vài lần thẩm diệu đứng bên cạnh tạ cảnh hành hỏi ngươi gọi ta tới có chuyện gì tạ cảnh hành nhướng mày để đo áo cưới đo áo cưới thẩm diệu ngờ vực chưa kịp hỏi thêm thì tạ cảnh hành đột nhiên kéo nàng vào lòng nhẹ nhàng ôm lấy rồi thả ra hành động của hắn quá nhanh khiến thầm diệu không kịp phản ứng. Ôm một chút rồi buông, không biết nên giận hay không giận. Tạ cảnh hành nói, với tính cách của ngươi, chắc không chịu thêu áo cưới. Ta đã tìm thợ may giỏi nhất đại lương, nhưng không biết số đo của ngươi. Ôm một chút là biết. Thầm diệu giận dữ, vô liêm sỉ. Tạ cảnh hành chậm rãi, nhưng ngươi có vẻ thích. Thầm diệu tức giận, chào phúng, ngươi có nhiều kinh nghiệm ôm ấp sao? tạ cảnh hành nhìn chằm chằm nàng, khiến thẩm diệu thấy lưng tê dại, rồi cười nói, ghen sao? Ngươi có thể ôm lại. Hắn mở hai tay, như chờ đợi nàng. Ai muốn ôm ngươi? Thẩm diệu xem thường, ta có chuyện hỏi ngươi. Tạ cảnh hành nhướng mày, chuyện gì? Xính lễ tờ khai, tại sao đưa nhiều như vậy? Thẩm trạch không chứa nổi, mà thẩm ra không thể đền nổi của hồi môn tương đương. Ngươi cố ý gây phiền phức sao? chỉ có vậy tạ cảnh hành hờ hững ta còn định đưa nhiều hơn nữa thầm diệu nàng định nói tiếp thì có thị vệ chạy vào mặt lộ vẻ khó xử nói điện hạ bên ngoài có người tìm bọn thuộc hạ ngăn lại nhưng hắn hô to tên ngài sợ chọc người hiểu lầm nên tạm thời hạn chế hắn là ai tạ cảnh hành hỏi bình nam bá tô gia đại thiếu gia tô minh phong thị vệ nói thẩm diệu ngạc nhiên ngẩng đầu. Tại tiền tính duệ vương phủ, một thanh niên bị trói gô như bánh trưng, miệng bị nhét vải rách, phẫn nộ trừng mắt thị vệ bên cạnh, cố gắng dẫy rủa Người đó là Tô Minh Phong. Tô Minh Phong đã giám thị duệ vương phủ rất lâu, còn giám thị thẩm trạch và công chúa phủ. Càng điều tra lâu, nghi ngờ càng lớn. Hắn hoài nghi duệ vương chính là tạ cảnh hành đã chết. Dù suy đoán này hoang đường, nhưng theo thời gian, ý nghĩ này càng sâu sắc. Tạ cảnh hành có liên quan đến thẩm diệu, bây giờ thẩm diệu lại được ban hôn cho Duệ Vương. Nếu tạ cảnh hành chính là Duệ Vương, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Tô Minh Phong có sự chấp nhất không thể giải thích với tạ cảnh hành, người đã ảnh hưởng lớn đến cuộc đời hắn. Dù tạ cảnh hành có phải là Duệ Vương hay không, hắn đều muốn tự mình xác minh. Hắn lén lút tiến vào Duệ Vương phủ, muốn nhìn thấy mặt thật của Duệ Vương, khi đó chân tướng sẽ rõ ràng. Hành động này điên cuồng, nhưng Tô Minh Phong thấy không thể không làm. Hắn không ngốc đến mức tự mình vào, mà để người của mình dương đông kích tây, dụ dỗ thị vệ Duệ Vương phủ, còn hắn lén lút vào. Nhưng không ngờ thị vệ Duệ Vương phủ đều tinh anh, lập tức bắt được hắn. Dù có chút ủ rũ, nhưng hắn muốn biết sự thật. Khi bị bắt, hắn dãy rủa tự giới thiệu, hy vọng gây chú ý. Lúc này, từ ngoài cửa đi vào một người đầy dâu ria, mặc trang phục thị vệ, dừng bước trước mặt hắn. Tô Minh Phong không khỏi trong lòng căng thẳng khi thấy người đàn ông dâu ria rậm rạp ra hiệu cho người khác tới mở trói và gỡ miếng vải trong miệng hắn ra. Chủ tử muốn gặp ngươi, đi theo ta. 185. Tự banh. Tô Minh Phong đi theo người đàn ông dâu ria vào sâu trong phủ Duệ vương dọc đường đi các hạ nhân trong phủ đều nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò khiến tô minh phong cảm thấy không dễ chịu chút nào dù vậy hắn tự nhủ rằng đã đến nước này không còn đường quay lại dù đã đắc tội với duệ vương nhưng nếu không có bằng chứng hắn vẫn có thể dựa vào địa vị của mình ở minh tề để được tha thứ nhưng rồi tô minh phong lại nghĩ duệ vương chẳng coi ai ra gì ngay cả văn huệ đế cũng không đặt vào mắt huống chi là một thiếu gia nhỏ bé như hắn huống hồ hiện tại tô gia không còn giữ được địa vị cao trong triều văn huệ đế cũng không có lý do gì để bảo vệ hắn may thay tô gia vẫn còn có tô minh lãng nếu hắn có mệnh hệ gì tô gia cũng không đến nỗi tuyệt hậu nhưng nếu duệ vương nổi giận kéo theo toàn bộ tô gia thì sao suy nghĩ mông lung tô minh phong đi đến khi người đàn ông dâu Ria nhắc nhở tô thiếu gia đã đến Tô Minh Phong lúc này mới tỉnh lại, nhận ra mình đang ở hậu viện của phù duệ vương. Trong sân có một bể nước, gió mùa đông lạnh bút thổi qua, thật không dễ chịu chút nào. Lấp ló trong bóng tối, hắn thấy một bàn đá với hai người ngồi, một nam một nữ, không rõ mặt. Người đàn ông Jorier nói: "Điện hạ đang chờ, ta xin phép lui." Nói xong, hắn quay người rời đi, không đợi Tô Minh Phong trả lời. Tô Minh Phong nhìn theo bóng lưng người đàn ông, nghĩ rằng thị vệ trong phủ duệ vương quả thật hung hãn như chủ nhân của họ. Thật khó mà không liên tưởng đến tạ cảnh hành, người cũng có phong cách làm việc không kiên rè gì. Nghĩ đến tạ cảnh hành, Tô Minh Phong không khỏi căng thẳng. Hắn tiến tới gần bàn đá, nơi có một con vật lông xù nằm úp sấp. Ban đầu, Tô Minh Phong nghĩ đó là một con mèo, nhưng khi nghe tiếng gầm gừ, Hắn nhận ra đó là một con hổ con. Tô Minh Phong kinh ngạc, nghĩ rằng thật kỳ lạ khi Duệ Vương nuôi một con hổ trong nhà, dù chỉ là hổ con. Điều này khiến hắn tự hỏi liệu Duệ Vương có giống tạ cảnh hành không? Khi tới gần, Tô Minh Phong nhận ra nữ tử ngồi đối diện Duệ Vương chính là Thẩm Diệu. Hắn không kìm được kêu lên, Thẩm Tiểu Thư, Người sao lại ở đây? Người không cần quan tâm chuyện của ta một giọng nói hững hờ vang lên mang theo chút không hài lòng vương phi của ta ở nhà mình có gì sai bản vương vương phi tại chính mình quý phủ có cái gì không đúng những lời này suýt khiến thầm diệu nghẹn họng nàng mỉm cười với tô minh phong tô công tử tô minh phong nhìn duệ vương người quay lưng lại với hắn ánh sáng từ đèn lồng chỉ đủ để hắn thấy được dáng người thon dài thẳng tắp và tinh tế của duệ vương duệ vương điện hạ tô minh phong nói duệ vương không đáp tô minh phong bình tĩnh lại có thẩm diệu ở đây hắn cảm thấy yên tâm hơn nghĩ rằng thẩm diệu dù sao cũng là duệ vương phi nếu duệ vương có động sát cơ nàng sẽ không ngồi yên hắn quyết định hỏi hôm nay minh phong đến đây có một chuyện muốn hỏi nói đi duệ vương trả lời ngắn gọn làm tô minh phong càng thêm lo lắng hắn nói duệ vương điện hạ giống hệt một người bạn cũ của minh phong nhưng người bạn đó đã mất tích nhiều năm minh phong cả gan xin điện hạ tháo mặt nạ để giải tỏa nghi ngờ nói xong tô minh phong cúi đầu chờ đợi trong lo lắng sau một lúc im lặng giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của duệ vương vang lên người nói bạn cũ có phải là tạ cảnh hành tô minh phong cảm thấy tim mình nhảy lên nhưng nhanh chóng cố gắng giữ bình tĩnh dù sao cái tên tạ cảnh hành cũng nổi tiếng ở minh tề không khó để duệ vương biết được hắn đáp đúng vậy tạ cảnh hành đã chết duệ vương nói giọng không biểu lộ cảm xúc ngươi nói hắn mất tích thế nhân đều nói hắn chết trận ở bắc cương thi thể ta cũng đã thấy tận mắt tô minh phong cười khổ chỉ là ta không muốn tin thôi bây giờ điện hạ xuất hiện minh phong biết mình có yêu cầu này là mạo phạm và vô lý chỉ là Cõi đời này có một số việc, dù hao tâm tổn trí cũng muốn hoàn thành Hắn nhìn Duệ Vương, tự hồ mong chờ một chút thông cảm Hy vọng rằng người đối diện sẽ đối xử khoan dung với lời nói của mình Bạch hổ nằm dưới đất trầm thấp gầm gừ, Duệ Vương từ từ đứng lên Hắn xoay người, nửa tấm mặt nạ ánh lên lạnh nhạt trong gió Tô Minh Phong lúc này mới nhận ra Duệ Vương cao hơn hắn nửa cái đầu tạ cảnh hành cũng từng cao hơn hắn như vậy. Ký ức về những ngày tháng tuổi trẻ hiện về. Khi đó, tạ cảnh hành, với vẻ ngoài tiên y nộ mã, đã khiến Tô Minh Phong cảm thấy thua kém. Vì thế, hắn từng nài nỉ mẹ cho mình ăn nhiều hơn, hy vọng có thể cao bằng tạ cảnh hành. Tạ cảnh hành lúc đó đã trêu chọc, người muốn trở thành Tô Minh Lãng thứ hai. Thời gian trôi qua, cảnh con người mất, tất cả đều đã thay đổi thẩm diệu muốn nói lại thôi duệ vương nói ngươi muốn thấy mặt bản vương tô minh phong gật đầu duệ vương đưa tay gỡ mặt nạ bạc chậm rãi tháo xuống từng đường nét quen thuộc hiện ra tà lông mày đôi mắt hoa đào mũi cao và khóe môi cười lười nhác dù khuôn mặt đã trưởng thành và mang vẻ tà khí nhưng rõ ràng vẫn là tạ cảnh hành tạ cảnh hành bĩu môi cười nhìn choáng váng Tô Minh Phong cảm thấy vành mắt cay cay, tiến lên một bước, đấm mạnh vào vai Tạ Cảnh Hành như cách họ từng làm. Hắn mắng, khốn nạn, suốt ngày lừa dối, ngay cả ta cũng giấu, không coi nghĩa khí ra gì. Thẩm Diệu khó nén nổi kinh ngạc. Nàng không ngờ Tạ Cảnh Hành lại dễ dàng thừa nhận thân phận trước Tô Minh Phong như vậy, giống như trước Vinh Tín công chúa. Dù là thân nhân hay bạn tri kỷ, việc đột ngột tiết lộ thân phận không phải lúc nào cũng được đón nhận đặc biệt là những tình cảm quý giá càng không nên dễ dàng thử nghiệm vì kết quả có thể làm tổn thương sâu sắc nếu là thầm diệu nàng sẽ không dễ dàng như vậy nàng không đủ dũng khí để chấp nhận một kết quả không biết trước về điểm này nàng không sánh được với tạ cảnh hành hắn biết rõ mình muốn gì và không muốn gì quyết đoán mà không do dự người làm sao thành duệ vương tô minh phong vỗ ngực mình vừa nãy ta còn lo nếu duệ vương muốn giết ta hôm nay ta khó lòng thoát chết hắn cười giờ thì cuối cùng cũng giữ được mạng tạ cảnh hành nhìn hắn hai năm không gặp ngươi càng ngày càng ngu xuẩn tô minh phong xua tay ta biết ngươi không chết người như ngươi nên sống đến ngàn năm hắn cảm thán nếu không phải vinh tín công chúa tìm ta ta thấy thẩm tiểu thư có hổ đầu hoàn chắc vẫn còn bị ngươi lừa Ngươi không định gặp ta sao?" Hắn nổi giận. Tạ Cảnh Hành nhún vai, "Chính là." Tô Minh Phong tức giận nhưng không quá bất ngờ, chỉ hơi ngờ vực, Thẩm tiểu thư chắc đã biết thân phận ngươi lâu rồi. Hắn cười hì hì nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt đầy ý tứ, lúc trước ta cảm thấy có gì đó không đúng, giờ thì hiểu rồi. Các ngươi giấu kỹ thật. Thẩm Diệu, ngươi còn muốn nói gì?" Tạ Cảnh Hành không nhịn được ta và tẩu tử còn có chuyện muốn nói. Thẩm Diệu và Tô Minh Phong đồng thời giật mình vì từ tẩu tử. Tô Minh Phong nhìn Thẩm Diệu, nói, ngươi nếu còn sống, sao hai năm qua không nói một tiếng? Vinh tín công chúa nghi ngờ ngươi, sao không chủ động giải thích? Còn cha ngươi? Tô Minh Phong, tạ cảnh hành ngắt lời hắn, ta là đại lương duệ vương. Trong sân yên tĩnh lại. Thẩm Diệu thở dài trong lòng cuối cùng, phải đối mặt với sự thật này. Tạ cảnh hành thân phận, không thể có người đứng về phía hắn ở định kinh. Bất kể ai, khi biết thân phận thực sự của tạ cảnh hành, đều nghĩ đến hai từ phản quốc. Dù chân tướng thế nào, họ chỉ quan tâm đến kết quả và lừa dối. Vinh tín công chúa thương yêu tạ cảnh hành như con trai, cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật. Tô Minh Phong mừng rỡ khi thấy bạn cũ còn sống nhưng niềm vui ngắn mùi ấy sẽ không kéo dài mãi. Tô Minh Phong nghi hoặc nhìn tạ cảnh hành, ngươi nói gì? Ngươi biến thành Duệ Vương vì chuyện gì xảy ra trên chiến trường Bắc Cương? Duệ Vương thân phận cao quý, nhưng ngươi phải có kế hoạch lâu dài. Cuối cùng ngươi phải. Ta là Đại Lương Duệ Vương. Tạ cảnh hành nói. Âm thanh im bặt. Gió cuốn lên lá rụng trong sân, bạch hổ đã cuộn mình vào túp lều nghỉ ngơi không chăng không sao chỉ có đèn lồng phát ra ánh sáng yếu ớt ánh mắt tô minh phong tràn đầy nghi hoặc hắn trần trừ hỏi ý ngươi là gì thân phận thật sự của ta chính là đại lương duệ vương không phải nhi tử của lâm an hầu phủ tạ đỉnh tạ cảnh hành nhàn nhạt mở miệng đây không phải là kế tạm thời không thể nào tô minh phong bật thốt lên chúng ta đã quen biết nhau mười mấy năm từ nhỏ đã ở cùng nhau Ngươi là Đại Lương Duệ Vương, sao ta lại không biết? Tạ gia thế tử đã chết yểu từ khi sinh ra. Thật ra, Lâm An Hầu phủ thế tử thật sự đã chết rồi. Tạ Cảnh Hành nói, người đó không phải ta. Tô Minh Phong ngơ ngác nhìn Tạ Cảnh Hành, lời nói của hắn hỗn loạn, tựa như không phân biệt được một số chuyện. Hắn nói, ý ngươi là, ngay từ đầu ngươi đã không phải là nhi tử của Lâm An Hầu, có người đã cháo ngươi vào vị trí đó? Ngươi sống ở định kinh từ nhỏ đến lớn, nhưng thực ra ngươi không phải người minh tề, ngươi là người đại lương, ngươi là bảo đệ của đại lương vĩnh lạc đế, là thân vương của đại lương. Sao có thể như vậy, chuyện này căn bản không thể. Chấm. Lời nói của hắn dừng lại khi nhìn thấy biểu cảm của tạ cảnh hành. Khuôn mặt quen thuộc, tuấn tú và lãnh đảm, mang vẻ lãnh mạc. Tô Minh Phong hiểu rõ tạ cảnh hành, khi hắn nói chuyện nghiêm túc, không thích lặp lại thiếu kiên nhẫn thường có biểu cảm như vậy hắn nói chính là thật sự tô minh phong cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng như bị chặn lại bởi một đoàn bông khi thấy lão hữu vui vẻ bên dưới nhưng rồi tan biến chỉ còn lại sự trống rỗng và một chút tức giận không rõ nguồn cơn hắn hỏi người biết thân phận của mình từ khi nào ngay từ đầu tạ cảnh hành đáp tô minh phong rút lui hai bước ngay từ đầu hắn hỏi ngươi biết rất sớm rằng ngươi là người đại lương tạ cảnh hành không tỏ rõ ý kiến thẩm diệu thầm cảm thán tạ cảnh hành cần gì phải thành thực như vậy thực ra càng thành thật tô minh phong càng cảm thấy bị lừa dối sâu sắc đôi khi nói dối một chút có thể dễ dàng chấp nhận hơn cho cả mình và người khác nhưng thẩm diệu tự vấn lòng nếu đổi lại là nàng có lẽ cũng sẽ như tạ cảnh hành thẳng thắn mà không lừa dối. Quả nhiên, như Thẩm Diệu dự liệu, sau khi nghe câu trả lời của Tạ Cảnh Hành, sắc mặt của Tô Minh Phong trở nên phức tạp, sự kinh ngạc và hoài nghi biến thành cơn giận dữ như bị phản bội. Hắn cười lạnh hỏi, "Hả, vậy ngươi trở về để làm gì? Có phải xem Minh Tề không bằng đại lương của ngươi, còn muốn dã tâm bừng bừng ở đây xía vào một chân chứ?" Hắn nói cay nghiệt, làm Thẩm Diệu cũng phải choáng váng. Nhưng nàng hiểu, người ngoài cuộc thường sáng suốt nhất. Tô Minh Phong vừa biết được nhiều bí mật như vậy, tự nhiên không thể chấp nhận ngay. Đối với những người gần gũi, người ta dễ dàng tổn thương họ nhất. "Là thì sao?" Tạ Cảnh Hành không phải loại người ăn nói khép nép. Hắn thản nhiên thừa nhận, không chỉ không làm dịu đi cơn giận của Tô Minh Phong mà còn khiến nó bùng lên. Thẩm Diệu muốn nói, nhưng lại từ bỏ. Xem ra nàng nên giữ im lặng và xem cuộc vui tô minh phong càng thêm phẫn nộ hắn quát ta cuối cùng cũng hiểu thế nào là loạn thần tặc tử thế nào là kẻ vô ơn kẻ phản bội người từ nhỏ đã không thân với lâm an hầu không phải vì ngọc thanh công chúa mà vì ngươi vốn không phải con của họ ngươi hưởng thụ mọi thứ của lâm an hầu phủ trong khi thực chất không phải người của họ ngươi nói vinh tín công chúa là thân nhân nhưng lại lừa dối nàng khiến nàng vì ngươi mà đau khổ suốt ngày. Ngươi gọi ta là huynh đệ, nhưng giấu thân phận mình suốt bao năm. Ngươi không thích minh tề, không thích định kinh. Nhưng đó dù sao cũng là nơi nuôi dưỡng ngươi. Ngươi hưởng thụ tất cả mọi thứ từ minh tề, rồi quay lại làm thân vương của đại lương. Ngươi là kẻ vô tình vô nghĩa, ngươi không xứng đáng làm thần tử, làm đích tử, càng không xứng làm huynh đệ. Hãy trở về đại lương của ngươi đi đủ rồi thẩm diệu đột nhiên đứng lên ngắt lời tô minh phong lời nói của tô minh phong quá hại người nàng quay đầu nhìn tạ cảnh hành không có mặt nạ che vẻ mặt của hắn hiện rõ hắn không giận không cười chỉ bình thản nhìn tô minh phong như thể những lời nói đó không hề ảnh hưởng đến hắn thẩm diệu trong lòng dậy sóng nàng nhìn tô minh phong trên mặt hiện lên nụ cười trào phúng ố Tô Công tử xem ra rất đại nghĩa, không thể chờ đợi để ra mặt bảo vệ chính nghĩa. Đáng tiếc, ngươi cũng chẳng khác gì Bạch Nhãn Lang." Tạ Cảnh hành ngẩn ra. Tô Minh Phong cũng phẫn nộ, nói: "Ngươi nói gì?" "Nói ngươi là Bạch Nhãn Lang." Thẩm Diệu Kiếp trước đã học được nhiều từ Mi phu nhân. Nàng khẽ mỉm cười, càng làm nổi bật sự vô lễ của Tô Minh Phong. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng từng câu chữ đều sắc bén trước khi chỉ trích người khác hãy tự nhìn lại mình tô công tử cho rằng duệ vương là bạch nhãn lang lợi dụng ngươi ta xin hỏi từ nhỏ đến lớn tạ cảnh hành đã giúp ngươi bao nhiêu từ khi ngươi vào sĩ không hiểu giao tiếp xã hội tạ cảnh hành đã chuẩn bị tiền bạc cho ngươi muốn học công phu quyền cước hắn mời võ sư cho ngươi khi hoàng thượng muốn chèn ép bình nam bá phủ hắn nhắc nhở và khuyên Bình Nam bá giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nếu không có hắn, người nghĩ Bình Nam bá phủ còn tồn tại đến bây giờ sao? Chỉ sợ mộ phần cỏ đã cao một trượng rồi. Ngươi nói tạ cảnh hành lợi dụng ngươi, kết giao với ngươi vì mưu đồ khác. Khắp định kinh thành, ai nhắc tới Tô Minh Phong mà không biết đó là bạn thân của tạ cảnh hành. Từ nhỏ đến lớn, ngươi thân thể suy nhược, nhưng không ai dám bắt nạt ngươi ngươi nghĩ là nhờ đâu nhờ danh vọng của bình nam bá phủ hay nhờ vào sự bảo vệ của tạ cảnh hành người mà định kinh thành không ai dám trêu chọc trên đời này mọi chuyện đều đơn giản như vậy tô công tử không nên cảm thấy ta nói không lọt tai từ nhỏ đến lớn tạ cảnh hành đã giúp ngươi trải qua bao nhiêu khó khăn giúp đỡ tô ra bao nhiêu lần nếu đây gọi là lợi dụng ta cũng hy vọng có người lợi dụng ta một chút tô công tử ngươi thấy ta nói có đúng không nàng mỉm cười nhưng từng lời nói như mưa đánh chuối tây tí tách làm người nghe phải suy ngẫm ngươi hưởng lợi từ người khác quay đầu lại thì phản bội họ luôn miệng chỉ trích người khác không ra gì đó chẳng phải là hành động của bạch nhãn lang sao tô công tử ta có thể nói ngươi vô tình vô nghĩa không xứng làm huynh đệ ngươi yên tâm hưởng thụ những gì người khác mang lại nhưng lại quay lại chỉ trích họ ngươi không thấy thiệt thòi sao Tô Minh Phong không phải người giỏi khẩu chiến với nữ nhân, nhất là khi Thẩm Diệu nói đúng từng chữ. Mặt hắn đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Nhưng trong đầu hắn hiện lên từng hình ảnh cũ. Tạ Cảnh Hành đối xử với hắn rất tốt. Nếu không tốt, Tô Minh Phong đã không nhớ suốt bao năm như vậy. Tạ Cảnh Hành, người luôn ngạo mạn vô lễ, làm việc tùy ý, nhưng lại giúp đỡ Tô Minh Phong không ít. Khi còn nhỏ, nếu có ai bắt nạt Tô Minh Phong, tạ cảnh hành sẽ dẫn người đến đánh trả, không ngại đối đầu với cả hoàng thân quốc thích. Tạ cảnh hành làm nhiều nhưng không tranh công, thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng. Do đó, mọi người chỉ nhớ đến những điều xấu về hắn, còn những điều tốt thì dần bị lãng quên. Thẩm diệu nói xong, trong lòng cũng thấy hà hê. Không biết tại sao, khi thấy Tô Minh Phong chỉ trích tạ cảnh hành, nàng cảm thấy rất chướng mắt. Dù có hơi thẹn thùng nhưng nàng không hối hận vì đã nói ra thẩm diệu tin rằng tạ cảnh hành không bao giờ lợi dụng tô minh phong nếu không kiếp trước khi tô gia bị văn huệ đế hạ lệnh chém đầu không ai dám nhặt xác chỉ có tạ cảnh hành đứng ra an táng họ dù lúc đó tạ cảnh hành cũng đang trong tình thế nguy hiểm tạ cảnh hành là người có nghĩa khí thật sự anh hùng phó minh từng nói về hắn như vậy và thẩm diệu tin tưởng điều đó nếu một người như vậy bị tô minh phong mắng là không xứng làm huynh đệ thẩm diệu cảm thấy tạ cảnh hành thật không đáng bị như vậy. Một thân phận có thể thay đổi cái nhìn của mọi người, nhưng gánh nặng mà Duệ Vương phải chịu, có mấy người có thể hiểu. Nàng không nhận ra rằng khi nàng nói, ánh mắt tạ cảnh hành luôn nhìn nàng với sự hài lòng. Tô Minh Phong nhìn tạ cảnh hành, không biết nói gì. Tâm trạng hắn phức tạp và khổ sở. Bạn tốt còn sống là điều đáng mừng, nhưng tại sao hắn lại không thấy vui? tạ cảnh hành liếc hắn một cái nói ta không nợ ngươi điều gì thậm chí nếu có nợ cũng đã sớm trả hết tạ cảnh hành tiếp tục lâm an hầu phủ là cây lớn đón gió hoàng đế chèn ép tạ ra quân ngàn vạn nếu ta thừa kế nghiệp cha hoàng đế sẽ không yên lòng đi quá gần chết càng nhanh ta còn muốn sống thêm mấy năm bảo đảm an toàn cho lâm an hầu phủ công ơn nuôi dưỡng đổi lấy sự an toàn cho hầu phủ, có đáng không? Tạ Cảnh Hành cười chào phúng, Lâm An hầu phủ vẫn còn thanh danh, hoàng đế buông tha họ. Cùng Ngọc Thanh công chúa luôn có tình cảm mẹ con, bảo vệ tôn nghiêm của hầu phủ là điều duy nhất có thể làm. Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành, hắn nói nhẹ nhàng, nhưng trong quá khứ, những lời này chỉ có thể giữ trong lòng. Tạ Cảnh Hành là người thẳng thắn, nhưng cũng là người không thẳng thắn hắn không đề cập đến những oan ức và lo lắng của mình chỉ chân thuật sự thật do đó mọi người thấy hắn là người du hí cuộc đời bất cần đời nhưng thực ra hắn phải gánh nhiều gánh nặng tô minh phong nghe thấy những lời này ngây người ta ở đại lương không phải chỉ để hưởng vinh hoa phú quý tạ cảnh hành nhìn băng đá hững hờ nói nếu là ngươi chắc chắn ngươi sẽ khóc lóc trở về tìm mẹ ngay Tô Minh Phong bị lời này tức giận đến á khẩu. Không có chỗ tốt vô duyên vô cớ, đạt được gì phải tranh thủ. Tô Minh Phong, cuộc sống của ngươi an nhàn, không thể lấy đó mà phỏng đoán ta. Ta trải qua nhiều hơn ngươi tưởng. Hắn thở dài, trên mặt vẫn mang nụ cười, nhưng trong đôi mắt kia không có chút ý cười nào, lạnh lẽo như gió mùa đông. Trọng yếu nhất, Minh Tế đối với ta không có dưỡng dục, chỉ có xóa bỏ hắn nói phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn